Chào mừng cả nhà đang trở lại với kênh Tea Family. Ở đây hôm nay tôi sẽ làm món táo sấy khô để ăn vặt, giống như mình ăn chips potato vậy đó mọi người. Thì ở đây là tôi có bao nhiêu trái táo rồi ta? 2, 2, 4, 6, 8, 11 trái táo. Đó, 11 trái táo. Ở đây tôi có thau nước. Và đây là nước chanh. Chanh này thì hôm bữa chanh nhà nhiều quá rồi nó chuẩn bị héo, cho nên là mỗi trái cái tia cắt làm đôi, xong rồi lấy cái đồ mà mình vắt nước cam á, rồi cái mình vắt mình lấy nước thôi, cái tia bỏ vô trong chai này, thế cũng tiện gọn ha. Bây giờ tia sẽ bỏ một tí nước chanh vô trong đây để nó sẽ không làm đen cái miếng táo khi mà mình cắt táo ra ha. Đây đủ rồi đó. Rồi thì bây giờ mình bắt đầu mình cắt táo thôi. Món này cũng dễ làm lắm. Nhà mình có cái air fry, cái máy mà chiên bằng hơi bằng khí cũng được, hoặc là cái máy làm sấy thực phẩm cũng được hết. Cái nào cũng được hết. Thì cái này tôi cắt làm đôi thôi. Rồi cái bắt đầu mình cắt cái cùi chính giữa ra. Cái hộp to quá ta. Cắt một khoảng chừng mấy cm ta, khoảng chừng 2 mm 3 mm thôi, cỡ độ dày này là được rồi nè mọi người. Đó, cỡ dày thì chắc được rồi đó. Thường mà tuy mà cắt trái cây á là tuy dùng dao và thớt và để chuyên cắt trái cây thôi, để nó không có bị tanh bốc kiếm cứ một cái mùi nào hết mọi người. Có nhiều người thì không để ý, nhưng mà tuy thì tuy dị ứng mấy cái đó lắm. Nhưng mà mình đang ăn ngọt mà mình nghe cái mùi tanh hăng của cái gì là khó chịu lắm. Nếu mình cắt mỏng xuống chút xíu cũng được, cắt mỏng thì mình sấy nó ít thời gian hơn. Này giờ thì cắt mỏng hơn tí nè, này chắc cỡ 2 mm. Khoảng này tôi bỏ đây để tí nữa tôi bỏ vô cái bịch rác thực phẩm, tại vì bây giờ ở nhà rảnh quá rồi, cái từ lúc mà mùa dịch tới bây giờ rồi cái tôi cũng không có đi làm á, ở nhà trốn dịch á, rồi cái tôi cũng bắt đầu đi trồng cây, cho nên là tôi sẽ để dành mấy cái đó để làm phân hữu cơ bón cây đó mọi người. Tôi cũng mới trồng đây à, chưa thu hoạch được cái gì hết trơn đó. Cho nên nếu mà mọi người ủng hộ kênh của tôi thì ghé ngang qua mấy cái video mà tôi trồng cây á, xem thử là tôi làm có cái gì nó không đúng, thì nếu anh chị em cô chú bác nào mà có trồng cây thì cho tôi xin ý kiến. Tôi sẽ tua nhanh qua và tôi sẽ cắt hết 11 cái táo nha mọi người. Tôi cắt xong cái này rồi bắt đầu là tôi sẽ tua nhanh qua nha. Cái táo này nó hơi mềm cho nên nó bị bở rồi. Cái táo này ngon quá. Táo này táo bột à, ngon quá.
Bây giờ thì Ti đã cắt xong 11 trái táo rồi. Ti để này ngâm đi chút xíu và Ti lấy cái máy sấy ra nha. Mới đầu mình nghĩ là chắc mình sẽ sấy đủ trong cái máy máy chiên bằng e, nhưng mà nó nhiều lắm. Cho nên là chắc Ti sẽ xài hai máy luôn để làm cho nó nhanh á, cho nó một lần thôi, tại vì một lần mình sấy thì cũng phải là 6-7 tiếng lận. Đó. À, mình để tay ngang một chút xíu. Đây thì ở đây thì có hai cái máy, một cái máy này là cái máy Nuvi chiên bằng hơi. Đó. Cái máy này thì mình chỉ làm được có 3 khay thôi. Đó, một cái khay này với lại hai cái khay nữa. Cái máy này nó được cái là mọi người biết không, khi mà mình chiên cái gì á hay cái gì dơ á thì cái nắp này nè nó sẽ tháo ra được. Sẵn tiện thì đây tôi cũng quay cho mọi người xem luôn đó, nó có cái khớp ngay đây nè mọi người. Đó, mình chỉ dựng dựng thẳng lên cái mình kéo nó ra, đó là nó ra đó, cái khớp nó ngay đây nè. Đó, nó cũng tiện lắm. Cái máy này thì tôi để đi làm sấy khô bò hay là sấy gì cũng được đúng không? Tại vì nó bằng stainless steel, nó bằng metal thì mình rửa nó dễ á. Còn cái máy này á thì Ti chỉ để xài sấy trái cây thôi, tại vì nó màu trắng á. Presto dehydrator, food dehydrator. Đó. Ti sẽ để link của cái sản phẩm này ở ở bên dưới cái description box. Nếu mọi người muốn tìm hiểu thêm về nó thì mọi người có thể nhấn vào cái link đó và tìm hiểu ha. Và tôi sẽ cũng cố gắng coi kiếm coi trên Amazon nó có cái máy này hay không. Thì cái này á, cái máy này á thì nó có 6 6 tầng. Nó có 6 khay. Đó. 3 khay á thì nó có cái tay nè cầm cho mình. Và cái miếng này nè, mình có hai cái miếng để làm food roll nè mọi người. Đó. Nó còn hai cái miếng lưới nhỏ nữa, cũng như cỡ cỡ này nhưng mà nó là cái lưới nhỏ để thí dụ mình có sấy khô mấy cái lá lá giống như là herbs đó, giống như lá tim hay là lá gì đó, thì trên cái khay này thì nhiều khi nó bự quá. Thì mình sẽ để trên cái khay nhỏ kia cho những cái lá cây nó nhỏ nhỏ để mình sấy khô để dành hay gì đó. Đó, ba cái khay có cái tay cầm và ba cái khay không có cái tay cầm ha. Ở những cái miếng mà nó có cái tay cầm này mọi người, thì trên cái tay cầm nó có cái ghi chữ là đây, this side up, là có nghĩa là mình phải để cái miếng này bên trên, mình đừng lật ngược lại nha. Miếng này nó bên trên, ở trên này nó nhẵn nè, còn dưới đây nó có mấy cái đường gân này mọi người thấy không? Đó, cái này là cái mặt trái và cái này là cái mặt phải. Thì cái miếng có tay cầm á nó sẽ nó nằm đầu tiên. Đó, mình đặt cái miếng này lên trước. Rồi xong mình mới đặt những cái miếng không có cái tay cầm. Có cái miếng, có cái này là mặt trái, không có phẳng là mặt phải. Đó, mình chồng ngược lên để hai cái khớp này nó dính lại với nhau như vậy. Đó, nó không có trật cái đường ray. Đó, một miếng này và một miếng kia. Đó. Khi mà mình úp nó lên một cái là nó vô khớp, là nó đúng chiều. Nó nhìn nó như vậy. Nó khuyết lên như vậy. Xong cuối cùng là cái nắp. Cái nắp nó cũng vậy nữa. Thì đây thì mình dễ nhìn, tại vì cái mặt này thì không có chữ. Cái mặt này nó có chữ thì nó nằm ở trên.
trên cái nắp của nó thì nó cũng có cái ghi chữ là this side up luôn đó, không this side up. Sao rồi, bây giờ thì mình xếp táo vô thôi. Mình xếp đó, mình chịu khó, mình đừng có để cho nó chồng lên nhau là được. Trong cái tờ giấy chỉ dẫn thì nó nói là mình đừng có để nó dính vào nhau, nhưng mà nó không có ăn nhầm gì đâu mọi người. Mình cứ xếp làm sao mà mình xếp được nhiều đó, mà nó không có chồng lên nhau. Tại vì chồng lên nhau là nó sẽ bị dày quá, thì sấy nó sẽ rất là lâu khô đó. Mà mấy cái miếng này mình cũng đừng có cắt quá mỏng, cắt quá mỏng nhiều khi mình không có đủ chỗ để mình sấy, cho nên mình cắt vừa miếng thôi, khoảng chừng tôi nghĩ là 2 mm độ dày là được rồi đó. Xếp kiểu nào cũng được, mọi người xếp sao cũng được, miễn là không được chồng lên nhau, và mình xếp nó sát sát để mà nó xếp càng nhiều càng tốt. Để cho nó kín cái size của mình. Tuy cũng có cái video cũng xài cái máy này mà Tuy đem sấy cái thơm á. Để bữa nào Tuy mua được miếng thịt bò ngon, cái Tuy làm cái video để làm khô bò cũng ngon lắm. Thì cũng tìm hiểu rồi cũng làm, cũng mình nhìn rồi cái mình cũng thì mình cũng coi YouTube nè, coi cái công thức nào, hoặc là coi trên website mình coi công thức nào mình cảm thấy ngon thì cái mình thử mình làm. Thì bữa Tuy cũng kiếm được một cái chỉ dẫn làm thịt bò khô cũng ngon lắm. Tuy cũng thích ăn thịt bò khô lắm, mua bên đây mắc quá thì thôi mình tự mình làm ở nhà, mình có máy sẵn hết rồi, làm khô bò cũng không khó đâu, không có khó đâu. Rồi Tuy sẽ quay nhanh để xếp hết cái chỗ táo này cho mọi người. Rồi đây là 6 tray thì đã xếp xong xuôi hết rồi. Và ở đây dư còn được 4-5 miếng táo. Thôi mình ăn luôn. Đỡ quá, chỉ xài có một cái máy thôi cũng đỡ hao điện. Bây giờ mình sẽ kim điện vô rồi mình sẽ sấy táo nha. Cái dây điện lần trước làm thì cái tia giấu nó dưới đây nè mọi người. Bây giờ mình gỡ nó ra, nó tiện ha mọi người ha, cái chỗ mình để mình xếp gọn cái dây điện vô. Rồi Tia đã đem cái máy sấy đi ra ngoài gara và Tia đang để chồng trên cái máy freezer của mình á. Thì bây giờ mình sẽ set up nhiệt độ và thời gian để mà sấy táo nha mọi người. Thì bây giờ cái nút này là cái nút thời gian và nhiệt độ luôn đó. Nếu mà mình muốn chỉnh qua độ C á, thì mình nhấn và giữ luôn, nó sẽ chuyển qua độ C. Tại hiện tại nó đang set là 95 độ F. Còn cái chớp chớp này là cái chớp chớp thời gian đó. Rồi bây giờ mình sẽ chỉnh đó, mình bấm cái nó qua độ F nè, rồi mình về mình chỉnh lên 125 độ F ha, 125 độ F. Rồi cái mình nhấn thêm cái nó chuyển qua thời gian. Đây thời gian nó đang chấp chớp thời gian rồi, giờ mình chỉ chỉnh lên 9 tiếng thôi. Rồi rồi bây giờ mình bấm start, nghĩa là stop ở đây thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
khoảng 3 tiếng đồng hồ Ti sẽ cập nhật lại cho mọi người xem là cái thơm nó sẽ héo đến cỡ nào rồi ha. Thì bây giờ đây là hiện tại ha. Hồi nãy để mình nói là để 3 tiếng nữa mình trở lại mà mình bận việc quá, tại mấy đứa con nó không biết tại sao tự nhiên cái thằng lớn nó sốt, nó ói một lần rồi nó sốt, bây giờ thêm hai đứa nhỏ nó cũng hơi nóng hơn bình thường nữa, cho nên chẳng biết làm sao. Thì sáng là ti chỉnh là 9 tiếng thì bây giờ là còn 5 tiếng 49 phút, thì nó đã trải qua là 3 tiếng bao nhiêu ta, 3 tiếng 11 phút ha. Thì đây là mọi người nó đã khô được như vậy rồi. Nãy Ti vừa mới nãy Ti vừa mới mở cửa ra ngoài gara cái là mùi mùi táo nó thơm dễ sợ luôn. Tí nữa Ti sẽ quay lại tiếp trước khi thời gian kết thúc. À, bây giờ là mình còn 2 tiếng 11 phút nữa và nó đã khô đến mức này rồi nè mọi người. Để tôi lấy thử ra một miếng coi sao ha. Nó vẫn còn chút xì ở bên trong. Mình để thêm nữa đi. Nó chưa có khô hết. Nhìn thấy thì nó quéo lại rồi nhưng mà nó chưa khô. Rồi, thôi để tí nữa trở lại. Rồi đã hết 9 tiếng đồng hồ rồi mọi người ơi. Để tôi mở ra xem nha. Cái miếng này nó nhỏ nhất nè. Để tôi ăn thử nha. Mỏng dính. Rất là ngọt. Mỗi lần mà mình sấy trái cây á mọi người, trái cây khi mà nó sấy xong rất là ngọt. Để mình kiểm tra cái khay cuối cùng xem như thế nào ha. Đây là cái khay tầng thấp nhất. Tầng thấp nhất á thì tầng thấp nhất nó khô hơn tầng trên đầu chút xíu, không mà nó khô hơn này trên nè, này dưới nè mọi người hấp đó, bớt cái kia cái rắc này mọi người thấy không. Còn cái này nó vẫn còn cái độ dẻo, nó không khô bằng, không nó không khô bằng. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video của Tiên. Nếu thích video của Tiên xin hãy cho Tiên một cái like và một subscribe nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúc mọi người luôn luôn nhiều sức khỏe. Và Tiên sẽ gặp mọi người lại trong những video tiếp theo. Bye bye!